Bữa nay chim mình rất là bự con mọi người, con nào con nấy rất là mập luôn, nó ăn thức ăn ăn giá. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người đang theo dõi kênh của mình xem video thật là vui vẻ và luôn hạnh phúc. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ kênh của mình. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ và các bạn xem video thấy hay like và ủng hộ mình, đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi mình sẽ bắt con chim ra cho mọi người xem, chim chích cổ nó ăn cơm với bữa nay nó lương như thế nào rồi, khoảng gần một tháng rồi các bạn. Rồi mời các bạn xem nha. Các bạn xem video thấy hay thì đăng ký và like, chia sẻ cho để kênh mình phát triển lớn hơn nữa các bạn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều để luôn ủng hộ kênh của mình. Nay là một tháng rồi lương rồi, wow. Nè, ăn cơm cho nó ra ăn cơm hết rồi, 5 con. Thế nó dễ ăn lắm, cơm cũng ăn lắm. Nuôi chích cổ rất là dễ nuôi các bạn, cơm lúa thức ăn. Đây con nào con nấy mập mập, nó chuẩn bị ra lông xanh rồi nè các bạn, thấy không? Thấy chỗ này lông xanh rồi. Con này lương nhất nè, gần là gà lông xanh rồi, con này gần mì, con này chưa. Thả 5 con mà chích ré mình thả không có được các bạn, nó nhát lắm. Chỉ thả chích cổ ra ngoài ăn cơm. Thấy ông nó ăn cơm quá trời luôn. Nuôi nó lớn lên nó giữ nhà mình luôn, mình thả con người lạ vô nó cắn luôn, dữ lắm. Lương gặp mấy con gà nó cắn luôn, nó dọ nó rất là cao mọi người. Cơm mà trong thao chịu ăn, ăn trên tay nè, ăn đây. Ăn rau muống rồi. Mới cho ăn cơm xong các bạn. Nè, con nhỏ này biết múa luôn. Biết múa rồi.
Chị con này chuẩn bị ra lông xanh rồi. Con này lương nhất nè. Này con nào ở trước, con này. Nó trước 1 2 ngày vậy đó. Con này cũng có lông xanh xíu à. Chưa có nhiều. Con này cũng vậy. Chỉ có một con lông xanh nhiều là nào trước 1-2 ngày. Con nào con nấy con mập mập nè các bạn. Chân nó dài chân 2 tấc. Không biết con nào trong con mãi. Chắc cái này con này mai quá nè, con nhỏ hơn nè. Đây, cặp giò nó hơi nhỏ. Một bầy này chắc một hoặc hai con mái, không có, còn lại đến ba con trống thôi. Không biết con này con mai hay là trống. Con này chắc là chắc chân là con mái. Mình nó nhỏ hơn và chân nó đầu gối nó nhỏ hơn đó. Năm con này được để làm giống là ok luôn. Để mình chia sẻ cho mọi người biết chim chích cổ nó ăn các loại đủ loại luôn. Cơm, lúa, cam gà, lục bình, củ năng, hay đọt gì mềm mềm là nó ăn hết. Cải, salad gì đó, bỏ vô nó ăn hết. Bỏ cơm vô cũng ăn luôn. Mà một ngày mình có ăn một lần cơm, không dám cho ăn nhiều. Đó. Con này là chắc chắn là con trống rồi, bự cho bá luôn. Rồi video mình tới đây xin tạm dừng nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Mình được có mấy con chim này mà quay lên hoài tại mình muốn cập nhật cho mọi người biết chim mình lớn như thế nào. Một khoảng một tháng rồi mà nó bự chứ bả hết rồi. Nó mập luôn các bạn. Nuôi này là rất là dễ thương luôn á. Coi như nó giữ nhà luôn. Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nữa.